Câu chuyện đầu tiên là không yêu được nên ghét cho bỏ tức. Ai mà Hằng Ngọc quá vậy? Em. Chờ. Xem luôn luôn lạ vậy mình. Cá tính, câu, cá tính. Câu chuyện này là hồi xưa em đi học. Mới đầu em cũng thích bạn đó. Nhưng mà bạn đó lúc sau cũng chơi chung nhóm luôn. Thì em có để ý. Thì là bạn đó có cái cách biểu lộ kỳ lắm. Giống như là chị Trinh kể nãy á, nhưng mà bạn đó không có gạt chân em. Em thì em hỏi lúc. Hồi nhỏ em rất ít ai chọc. Tại vì lúc kia lúc ke em ghét lắm. Nó chọc hoài, nó đi theo, chọc miết luôn. Cái một hôm cái em điên lên, cái em cầm cái chổi em phang vào đầu nó. Em kiếm cái chổi đâu ra vậy? Tại vì em chụp nhật, em cầm cái chổi. Ai biểu nó đứng sau lưng, cứ lúc này lúc kia. Xong rồi cái hồi nó em điên lên, cái em phang giữa trường luôn. Cái hai đứa vô phòng giám thị. Cái em đánh nó tiếp. Nhưng mà nó không đánh lại em, mà nó xin lỗi. Nó càng xin lỗi em càng đánh nó. Rồi sao xong kỳ này, vậy ta? Dạ đúng, em ghét lắm. Lúc đó tự nhiên em đổi thành từ rất là quý nó, rất là thích nó nha. Tại vì nó cũng rất là vừa học giỏi vừa đẹp trai nữa. Xong rồi chuyển thành ghét. Ghét một khoảng thời gian sau, khoảng một sau thì sau này em biết nó là nó thích em. Nhưng mà nó biểu lộ kỳ quá, mà lúc đó em cũng tính khí em mới lớn sao cũng kỳ nữa, nên thành ra hai đứa cùng kỳ, nên không có hiểu nhau. Các chàng trai đã từng làm cái điều gì để mà gây sự chú ý với đối phương? Anh trai. Trời ơi, làm nhiều thứ gớm hơn nữa. Ví dụ. Hả? À, bún dây. Vậy thiệt luôn hả? Thiệt. Thô bỉ. Đúng thiệt luôn á, hồi xưa là bản thân mình là tự nhận mình luôn là một người cực kỳ thô bỉ. Thô bỉ ở cái mức độ mình có thể thô bỉ ở bất cứ đâu á. Có một lần cũng như là thích chọc cái đó, kiểu như vậy á, giỡn sao lúc mà chọc á, mà người ta dí mình cũng biết là mình chuẩn bị chạy á, quay qua mặt đập vô tường cái bóp không có lủng lỗ, máu chảy quá trời luôn, nhưng mà vẫn đi vô phòng giám thị chọc phòng giám thị. Xong cái hình như là lần đó là tôi bị đình chỉ học 3 ngày, tại vì là chọc giám thị. Ủa là thích giám thị à? Không, tại vì là không thích là cứ chọc chơi vậy đó. Cuối cùng cái bị phạt. Ủa rồi liên quan tới chuyện của con gái, chuyện nam nữ thì sao? Thì nãy giờ tôi đang đá lộn đài. Đây. Lộn đài sao? Rồi, ok, anh Nhất. Thực sự thì lúc còn nhỏ thì rất là nghịch. Đó là mình hay có mấy trò mình bắt cái con thằng lằn á, bỏ vô trong vỡ đồ á của người ta, cái người ta mở ra mất dục văng luôn, la lên sợ hãi là mình là thích thú, giống như mình phải chọc cho mấy bạn đó rồi như là sợ hãi á, rồi mình là thích. Nhưng mà có thích người ta không? Mình thích nghịch bạn như thích quậy đó. Cảm giác ngày hôm nay hai người này ngồi kế nhau có lộn đèn hai người luôn hay sao? Ý là mình có làm cái gì để mình gây ấn tượng với người ta không? Bi Max. Dạ có. Anh phải đúng đề nha. Anh phải đúng đề nghe chứ, không phải đánh lay nghe chứ. Nhưng mà ở đây là có hai cái trường hợp. Nếu mà cái người đó em thích thật sự thì em gây cho người ta sự ấn tượng bằng cách là, nếu mà như trong hồi cấp 3 đi, thích người ta là mình sẽ lại, mình sẽ mua quà, mua bánh, mua nước gì đó, mình trả lại, mình tặng người là mình thích. Còn cái người mà mình không thích á, thí dụ như là cái người mà không thích nhưng mà vô tình sau này hai đứa lại thương nhau, là ghét nhau mà ngồi sát bên nhau để viết bài xem, đụng tay nè, cho nó quẹt, cho tập nó chơi. Nó ghét lắm, em cũng ghét nó lắm. Bà gai, bà cú luôn. Trời ơi, đi học bàn mà kẻ cái phấn này nè, kẻ ngang nè, bàn này bàn tao, bàn này bàn mày nha, mày đụng qua tao hốt mày đó. Mà mình là lúc nào cái đầu gối mình cũng còn phấn không? Không, ý là mình vẫn thương nhau, sau này là thương nhau đó. Ghét nhau xong rồi tự nhiên lại thương nhau, nó lại có một cái cảm giác hay lắm á, thú vị lắm. Hồi đó cái chỏ lúc nào cũng bị dính phấn. Mà làm gì mà em lại được cái chuyện biến tâm lý đó? Tự nhiên tới lúc đó tự nhiên cô ấy tốt hẳn ra. Bình thường là cái gì cũng mét anh, hiểu không? Mét bài, xong tự nhiên một ngày nọ cái mình quên làm bài, xong cái làm bài chưa tưởng lên mét cô chép đi. Đưa tập chép đi, trời ơi. Ok. Mà chép từng chữ mà cảm thấy sao chữ này đẹp quá vậy ta. Chép xong rồi cảm ơn, mình cảm thấy rất là xóa liền cái vết phấn luôn á. Thiệt. Vậy là cô giáo thất bại. Từ đó về sau là bị bác chép hoài luôn phải không? Chép hoài luôn. Chướng. Mà chép mà đúng không luôn, điểm cao không luôn, không phải cần chép lạc đề gì hết, chép vô đó là đúng. Hả? Cô giáo 12 đã bị lừa. Thiệt á, thất bại. Mọi người điều kiện quá.